Mày lấy mày hôm nay tóc tao kiểu gì thôi? Hả? Ngủ phiêu quá. Ngủ á? Mấy giờ mày đi làm? Em á, à, em xin rồi. 9 giờ em đi. À, hôm qua mày làm gì? Hôm qua suy quá. Làm gì mà suy? Cái win. Mày xin chào các bạn vị, hôm nay là hôm nay thứ mấy nhỉ? Hôm nay thứ hai. Tuần sau mình có đi làm không nhỉ? Tuần sau có phần đầu năm anh ạ. Tuần sau có đi làm. Xin chào các bạn, mình là Vĩnh Thành. Các bạn nhớ gì? Thôi, nhớ gì? Chả làm sao nhớ được. Và đây là Vân. Chàng đang có một trong những buổi thứ hai cuối cùng của năm 2019. Và hôm nay trông rất là chúc đi. Mày im mồm. Sao con này nó chuẩn bị nghỉ 3 ngày này. Đi Sapa với người yêu à? Tức nghĩa là có cả người yêu đúng không? Thế thì làm ăn gì? Không thể tin được. Hôm nay Vân có style gì ấy, đứng dậy xoay một vòng thôi. Đây là đội trống. Cái gì? Đội trống á? Đội trống. Không thể tin được. À, còn đây không đến từ ThinkView. Đấy. Nhưng mà người thì cũng có khúc. Và đây chính là bạn Hưng. Admin fanpage mới. Đấy. Sáng ra làm việc chăm chỉ đâu như cái thằng khôi đâu. Nhìn này. Mày nhìn cái mặt bán mặt của mày đi. Mày làm việc như thế à? Nhưng mà điều quan trọng nhất đó là người yêu Hưng đang tham gia cuộc thi The Reviewer và là bạn gái duy nhất và hiện tại đang là mục tiêu cà khịa của anh em văn phòng. Tôi bảo là mất. Anh em nhớ like cho bạn gái của tôi nha. Hiện tại trong văn phòng mình không có cặp nào yêu nhau cả, các bạn hiểu rồi đấy. Tuấn Tiền Tỷ là một nhân vật nổi tiếng ở trên mạng internet nhưng đây không phải là bạn đấy. Vâng. Đây là Tuấn đầu bạc nhưng hiện tại đã chuyển thành đầu đen rồi. Và tóc đen à tóc bạc không phải là một cái sự mất đi mà nó chỉ di chuyển từ người này sang người khác thôi. Nó di chuyển sang đầu của Tuấn Anh. Đấy. Thế Tuấn Anh đầu bạc. Là anh Tuấn chứ. Đây là anh Tuấn nha. Chuyển sang màu vàng rồi. Tại phang vàng rồi á. Không chưa bạc mà. Tại vì nó bị da nó bị bẩn đấy. Nói chung là nhuộm đồ fake đúng không? Nên từ màu nên trắng lại thành Tuấn nó đi nhuộm ở chỗ đấy. Ê, tại sao thằng này nhuộm thành đen rồi? Em đẩy từ đầu của em sang đầu của ông. À, đẩy đầu cái gì? À, có phải là chúng mày đánh nhau thằng Tuấn Anh này tát cho mày phát bay cả mày, bay cả màu kia. Đức. Dạ. Thế năm nay em với người yêu có gì mới không? Không ạ. Không có cái thai nào? Không ạ. Luôn. Nhưng có cái xe. Là làm gì ấy? À, Đức cũng đang ngồi chính máy của Đức luôn. Đức toàn cầu ngồi máy của Đức cướp và sử dụng chuột sinh nhật chìm sẽ đi nắng. Chụp full hand nhé các bạn. Sao thằng này lại có thẻ thành viên karaoke 69 này? Đức của Đức cướp không phải của Đức toàn cầu. À, thằng Đức cướp khốn nạn đi karaoke tây vị này anh em. Mất dạy thật. Thế không mời. Có thẻ quản lý thế không đủ anh em. Cả mình. Trung Anh thì sao? Style xanh đâu? Đúng rồi. Nhưng mà còn cái mũ, mất cái ba lô với lại cái túi ngủ vẫn màu xanh. Linh thì đang chuẩn bị hát nhạc chế các bạn ạ. Thay bản là cạnh tranh với lại Nhật Anh Trắng. Kabisun tu bê xe trên đầu. Đấy. Chuẩn bị hát nhạc chế. Cái gì ấy? Chóe tách ạ. Chóe tách á. Đấy xả. Sao lại đến sớm cho ta đi. Quạt quạt quạt. Cay thế. Chửi bậy cái gì? Mày biết bây giờ là lúc nào không? Quảng cáo chứ gì nữa. Đúng rồi. Đây này các bạn đã có ba lì xì chưa? Mày bán chỉ 1.000 một chiếc thôi. Các bạn ơi, đây thằng Dũng nó bán lỗ ấy. Các bạn xem post Facebook của nó chưa? Nha các bạn, chưa biết đấy, Dũng là một người đàn ông rất là khắc khổ trong văn phòng này bởi vì đã có vợ rồi. Thậm chí là còn có con rồi. Dũng năm nay có tí bú hay không đó là phụ thuộc vào các bạn. Nên là các bạn hãy mua ở link bên dưới là mua phong bao lì xì. Này, cầm xem. Bao lì xì có mấy loại là loại Doraemon. Đấy, phía sau nó sẽ có cái chỗ đựng tiền. Mình nghĩ các loại này không phải là tặng cho tất cả mọi người nhưng các bạn có thể mua nhiều để tặng bạn bè hay là tặng cháu gái người yêu, con gái người yêu. Đấy, mình nghĩ là cái này bìa cứng rất cực nhá. Bìa nó rất là cứng chứ không phải kiểu mềm mềm đâu. Nó cứng hơn của thằng Khôi nhiều. Kitty có này. Cả Hello Kitty nhá. Đấy, có ngầu nhất là Iron Man nhá. À, có Iron Man. Đấy. Có rất nhiều hình dáng anh em chọn. Cái này thì được làm hoàn thiện rất là tốt. Xe crack không? Cờ là có. Đấy, nhưng các bạn thấy đút tiền đấy. Demo đút tiền vào cho người ta phấn khởi chứ. Xong đem đi lì xì thử đi. Nè. Mày bảo mày nghèo mà vậy là làm clip mà đút tờ 500 vào ai thì tin mày nữa thằng ngu. Tháng này vợ chỉ cho mỗi 500 để tiêu đổ xăng đến cuối tháng. Tao thấy thêm 2 tờ 200 năm nay nữa mà lại lỡ dối người xem à. Đấy, cái này nhìn nhỏ này thôi nhưng mà nhét tờ 500 thoải mái nhá. Kinh. À, thấy chưa? Mỏng dính luôn. Đấy, đem lì xì hăng. Chúc mừng năm mới em nhá, anh Dũng gửi tặng em đấy. Bóc ra xem nào. Không có tiền. Em có ơn. Bóc ra xem bao tiền đã.
Ôm hôn anh Dũng đi. Thôi nhầm vợ xem thôi. Đinh Hà Điếc, thanh niên cãi nhau người yêu lần nào cũng thua các bạn ạ. Dương ơi, nếu em xem được clip này, thằng Đăng hôm trước lên văn phòng ấy, nó chửi lấy chửi để luôn. Xin lỗi đi. À đúng rồi, nó xin lỗi. Sao nó phải đi xin lỗi Dương. Chào các bạn, anh Vinh trả tiền thịt em đi. Khốn nạn, tí trả cho hai voi được rồi. Đây là Hiếu, một người làm ăn vô trách nhiệm, vô kỷ luật. Vớ va vớ vẩn, reset sản phẩm trước khi làm review, thành ra bây giờ nó bị lỗi. Không nữa nhiều. Nhận lỗi đi. Em xin lỗi anh ạ. Thằng này là fuckboy nha các bạn. Cho nên là thằng Hưng mà mày mất rồi em ạ. Hưng ơi, coi chừng mất người yêu em ơi. Không thể tin được. Người yêu Hưng xinh lắm các bạn ạ. Các bạn ơi, nhớ like và subscribe kênh Khuôn Ngọc nhé. Mình sắp đồng bình, chắc rồi. Như vậy là qua video lần này thì mình lâu lắm mới quay trở lại với cái việc là một ngày làm việc ở đây như thế nào. Nhưng đây chỉ là một buổi thôi, vì hôm nay mưa rất là to. Sáng là đang ra mình thì không đi làm ấy, nhưng cho mình suy nghĩ lại thì mưa mà vẫn phải đi làm. Bởi vì sao? Vì một cái Tết ấm no. Nên anh em mình nhớ truy cập vào phần mô tả bên dưới để mà mua con bao lì xì, không thằng Dũng nó chết đói luôn các bạn này. Hãy vì Vân, vì mình và vì Dũng. Hẹn lại bạn các video lần sau.